Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali các bạn Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi Và hôm nay đây chúng ta có rất nhiều những cái thông tin sôi động các bạn Và đương nhiên chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để mà nói tới cái sự kiện liên quan tới Grayscale Họ đã thắng kiện với SEC Thì đây là cái thông tin thường nghĩ như bạn cũng đã nắm bắt được rồi Và cũng đã chia sẻ một số những chi tiết trên mạng so với các bạn Nhưng mà cái mình tôi muốn chia sẻ trong video này đó là điều này coi nghĩ như thế nào Những gì mà chúng ta cần nên biết sau khi mà sự kiện này đã xảy ra Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cũng có nhiều cái thông tin liên quan tới là công ty Twitter hay là công ty X Họ chuẩn bị có giao dịch crypto thì có phải hay không các bạn hay là họ đang tính làm cái gì vậy Tôi sẽ chia sẻ một số chi tiết với bạn trong video này cùng với một số những tài liệu khác Nhưng mà trước hết thì cũng như thường là chúng ta bắt đầu nhìn vào tình hình của thị trường tài chính nói chung Thì chúng ta đã thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc ngày hôm nay cũng rất là xanh luôn các bạn Không những là chúng ta thấy là crypto xanh mà chính chứng khoán cũng rất xanh trong đó chúng ta có chỉ số Nasdaq đó thì tiếp tục tăng nữa. Khi bạn đã thấy là kết thúc hôm nay đó Nasdaq đã tăng 1.74%, S&P 500 đó thì tăng 1.45 và chúng ta có Dow Jones thì tăng 0.85. Pre-market thì bây giờ đó thì các bạn thấy là cũng đang xanh hiện tại và phần lớn đó chúng ta có những cái thông tin như liên quan tới Nvidia. Các bạn đã thấy là Nvidia ngày hôm nay đã, đã kết thúc cổ phiếu mức cao nhất Đương nhiên cái mức mà chúng ta thấy ngày hôm nay ở mức là khoảng chừng là 490 đô đây thì không phải là cái giá cao nhất của cổ phiếu Nvidia tại vì Nvidia đã gần đây đã lên tới cái mức là còn 520 đô các bạn nhưng mà cái chúng ta đang nói tới đó chính là cái mức giá đóng lại đó thì ngày hôm nay là đóng lại cái mức giá cao nhất các bạn tại vì chúng ta lại có thông tin đó là Nvidia đã có một cái thỏa thuận với lại công ty Google chi tiết hơn đó là những người nào mà sử dụng Google Cloud thì có thể là sử dụng con chip là H100 GPUs của Nvidia tôi cũng không có làm rõ về con chip này các bạn nhưng mà chủ yếu đó thông tin này cho chúng ta thấy được là cái hợp tác giữa công ty Google và Nvidia cho phép người dùng của Google tiếp cận được những con chip quan trọng liên quan tới AI từ khi mà chúng ta có cái xu hướng AI bùng nổ đó các bạn đang thấy là Nvidia đã là một ngôi sao tỏa sáng và đây không phải là cái thông tin duy nhất chúng ta cũng đã biết là từ đôi năm tới bây giờ đó thì Nvidia là một những cổ phiếu rất là được săn đón các bạn từ năm tới bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu Nvidia đã tăng 234%, tăng còn nhiều hơn một số những cây ở trong thị trường này từ năm tới bây giờ nữa các bạn. Và tăng còn cao hơn cả công ty Meta, công ty Facebook các bạn. Từ năm tới bây giờ đó cổ phiếu Facebook đã tăng 148%. Nvidia đã tăng gần như muốn gấp đôi luôn và gần đây chúng ta cũng đã biết là họ cũng đã có một cái báo cáo quý rất là tốt cho thấy được đó là trong cái quý vừa rồi cái thu nhập đó đã cao hơn cái quý tương tự của năm trước và đã cho thấy được là những năm tới đây đó thì chúng ta có thể thấy là cái nhu cầu để mà thu mua đồ của Nvidia đã tăng lên 170% theo từng năm các bạn, con số tăng trưởng nó không hề là nhỏ và đương nhiên để khiến cho cổ phiếu tăng rất là nhiều nhưng mà đây là cái tin tức lớn liên quan tới thị trường chứng khoán nói chung các bạn à, và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì uh, tiếp tục tăng thêm một chút các bạn ở mức là 81 đô 49 cent để trở lại cái mức cao chúng ta đã thấy cái tay trong vòng 2 tuần. Vàng đó thì thật ra hôm nay vẫn tiếp tục tăng một chút, tăng nhẹ ra các bạn ở mức là 1964 đô cho một ounce vàng Còn một crypto đó các bạn cũng đã biết rồi chúng ta có cái thông tin rất là lớn liên quan tới Bitcoin Spot ETF chi tiết hơn là liên quan tới Grayscale thì sau khi mà có thông tin chúng ta đã thấy là giá của Bitcoin đã đi từ cái mức là 26.000 đô Cái mức giá mà chúng ta đã thấy trong thời gian vài ngày qua đó đã đột ngột tăng lên Tới cái mức cao hồi sáng này đó là 28.100 đô Hiện bây giờ các bạn thấy được đã có một cái sự điều chỉnh xuống ở mức là 27.400 đô hiện tại Và nhìn chung cả trên crypto đó là một màu xanh các bạn Bitcoin ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là có một cái sự tăng trưởng là 5.1% nhưng mà chúng ta có một số khôi đã tăng trưởng mạnh hơn nữa nhưng mà thật ra giá cả tăng trưởng ngắn hạn Đã không quan trọng bằng những cái tin tức mang cái tính chất tích cực dài hạn các bạn và hôm nay chúng ta đã có một cái thông tin đó một những thông tin mà nhiều người đã chờ đợi tôi đã chia sẻ với các bạn trong vòng khoảng chừng là hai tuần qua chúng ta luôn chờ đợi xem coi khi nào mới có thông tin liên quan đến kết quả vụ kiện giữa công ty Grayscale và SEC thì để nhắc lại những mà nào mà không có rõ về cái vụ này thì công ty Grayscale đó cũng giống như một số những công ty khác họ muốn có một cái Bitcoin Spot ETF nhưng mà chi tiết hơn nữa là công ty Grayscale là một công ty con của công ty mẹ là DCG công ty mẹ DCG này cũng là công ty mẹ của những công ty như là Coinbase hay là Foundry USA, cái công ty đào đó và đương nhiên cũng là công ty mẹ của một trong những công ty mà đang khai bảo vệ phá sản hiện tại đó chính là công ty Genesis và Thùng cũng sẽ có một cái cập nhật liên quan tới Genesis và Gemini một lát nữa Thùng chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy tập trung nói tới cái vấn đề liên quan tới Grayscale đi. Thì một trong những điều chúng ta thường hay nói tới đó chính là chúng ta nhìn vào những công ty mà đang lưu trữ nhiều Bitcoin thì ai cũng biết công ty mà lưu trữ nhiều không bây giờ ra thì đương nhiên đứng đầu chính là MicroStrategy các bạn lưu trữ 152.800 Bitcoin cao hơn nhiều so với lại cái công ty lớn thứ nhì mà lưu trữ Bitcoin đó là Marathon Digital thì lưu trữ chỉ là 11.466 Bitcoin mà thôi thì MicroStrategy là một chuyến công ty mà lưu trữ rất nhiều Bitcoin thì có phải đây là công ty lưu trữ nhiều Bitcoin nhất hay không thì không phải đâu các bạn khi mà chúng ta nhìn bên dưới này ra các bạn thấy được là có một cái quỹ lưu trữ rất nhiều Bitcoin Chi tiết hơn nữa, chúng ta thấy là cái quyển này lưu trữ khoảng chừng là 3% của tất cả Bitcoin hiện tại. Và chúng ta có thể thấy được đó chính là công ty gì? Đó chính là công ty Trayscale các bạn Có một cái quỹ là Trayscale Bitcoin Trust à, Và cái quỹ này lưu trữ tới 624.947 Bitcoin Thì tại sao quỹ này có nhiều Bitcoin như vậy? Tại vì à, các bạn nên hiểu đây là một quỹ mà đã có nhiều năm rồi Trước đây đó, thì à, thật ra những công ty forward Những cái người đầu tư lớn forward nó muốn tiếp cận Bitcoin Thì không có nhiều cái sự lựa chọn như là bây giờ Bây giờ các bạn thấy là chúng ta có thể nhìn thấy những công ty này đó Họ lựa chọn đầu tư trực tiếp vào MicroStrategy Hay là cổ phiếu của những cái công ty mà đào Bitcoin hay là đầu tư vào những sàn như là Coinbase à, thì đầu tư như vậy đó cũng gián tiếp là đầu tư vào thị trường crypto này nhưng mà trước đây đó thì không có những sự lựa chọn đó các bạn, Grayscale Bitcoin Trust chính là cái mảng đầu tư mà người ta quan tâm đến nhiều trước đây, nhu cầu rất là cao dẫn đến đó, các bạn thấy được cái quỹ này đó, nó không giống như là ETF các bạn đây là một cái quỹ mà nó cũng tích lũy Bitcoin nhưng mà sau đó là bán cổ phần cho những người nào muốn thu mua nhưng mà công ty Grayscale này đã cũng tự lưu trữ số lượng Bitcoin này, cái quỹ ETF nó khác một chút các bạn ETF đó thì về phương diện pháp lý thì sẽ có một công ty thứ ba lưu trữ và đối với quỹ ETF đó các bạn có thể là bán và mua các bạn có thể là gửi cổ phiếu trở về để mà lấy bitcoin hay là ngược lại trong cái quỹ Trayscale Bitcoin Trust này thì không thể làm như vậy những ai mà tham gia vào thu mua đó thì họ chỉ có thể nắm giữ cổ phần mà thôi và cổ phần đó chỉ có thể bán lại cho một người khác chứ không thể trả trở về công ty Trayscale để mà lấy bitcoin được cho nên đây là một trong những cái sự khác biệt rất lớn giữa cái quỹ này và cái quỹ ETF và trước đây khi mà có nhiều nhu cầu đó Thì các bạn thấy là cổ phiếu của Rayscale Bitcoin Trust này Nó còn cao hơn cả giá của Bitcoin trên thị trường Nghĩa là chúng ta tính cái mức tương ứng đó, Thì cổ phiếu còn mắc hơn nữa Nhưng mà lúc đó nó không có nhiều sự lựa chọn Cho nên những công ty lớn forward họ muốn lưu trữ cái cổ phần của GBTC này Thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao những công ty này họ không tự lưu trữ Bitcoin đi thì khác nhau một chỗ đó là nếu họ tự chữ cho Bitcoin họ phải thay thuế họ phải có những cái văn bản liên quan đến kế toán cũng rất là phiền phức các bạn đầu tư vào cổ phần của một công ty đưa chữ Bitcoin sẽ đơn giản hơn rất là nhiều nhưng mà đáng tiếc đó là sau đó chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn về Bitcoin đó cũng đã đi vào một cái thời điểm gọi là không được tốt dẫn đến chúng ta thấy được là cổ phần của GBDC đó đã thấp hơn cái mức giá tương ứng Bitcoin À, và chi tiết hơn các bạn thấy được là những cái thời điểm mà, mà cực kỳ tệ giống như năm ngoái đó thì chúng ta thấy là cái cổ phần của GBDC này đó là 44.66% mức giá Bitcoin hiện tại. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái quỹ mà nó không có liquid như là nó không có dễ để cho các bạn chuyển ra thành tiền được. Nhưng mà các bạn thấy là gần đây để với cái sự sôi động của Bitcoin Spot ETF thì cái sự khác biệt giữa cái giá cổ phiếu này và Bitcoin nó ngày là càng thu ngắn lại. Và cho tới ngày hôm nay đó là còn khoảng chừng là 24.9% mà thôi thì Điều mà chúng ta nên hiểu là tại vì nhiều người đang mong đợi là sẽ có một cái quỹ Trayscale Bitcoin ETF được chuyển đổi thành cái quỹ Bitcoin Trust này. À, khi mà chuyển đổi rồi đó thì người ta có thể là trả Bitcoin hay là bán Bitcoin, Bitcoin có thể di chuyển được chứ không phải bị lóc lại một chỗ. Thì sau khi mà các bạn thấy là Trayscale năm ngoái đã đệ đơn để đổi cái quỹ này thành quỹ Bitcoin Spot ETF thì SEC đã từ chối, dùng lý do gì các bạn? Dùng lý do cũng tương tự như chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi trong vòng 10 năm qua. Đây các bạn thấy là liên quan tới việc là thị trường Bitcoin này còn quá nhỏ bé, dễ dàng bị thao túng cho nên để bảo vệ người đầu tư của Hoa Kỳ không cho phép có một Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ. Nhưng mà đợt này đó thì Raykel đã kiện SEC và vì lý do là SEC đã từ chối một cách tùy tiện và điều khác biệt giữa bây giờ so với những năm trước đây đó là SEC đã cho thông qua một cái quỹ Bitcoin Futures ETF Đây là cái quỹ ETF mà dựa theo giá của Futures Không có dựa theo giá Spot Và cái quỹ này không có Bitcoin thực sự Như là chỉ giao dịch hợp đồng mà thôi Thì nếu như mà SEC đã cho thông qua một Bitcoin Futures ETF Trong khi mà cái quỹ Spot ETF này đã, cũng lấy giá cùng một nơi các bạn thì tại sao chúng ta lại thấy là SEC đã lại thiên vị cho Bitcoin Future thông qua và lại nói là spot quá nguy hiểm đây là một điều mà nghịch lý thông công ta đã từng chia sẻ nhiều video trước đây với các bạn và Drayscale đã kiện và chúng ta chờ đợi bao nhiêu tháng ngày qua đã cuối cùng đã có tin tức các bạn tin tức là to phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết đó là việc SEC từ chối đơn đăng ký Bitcoin spot của ETF của Rayscale là sai và tòa án cho rằng việc từ chối đề xuất Grayscale là tùy tiện và trái pháp luật vì SEC không giải thích được cách tối sự khác biệt đối với những sản phẩm tương tự có nghĩa là hay SEC đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF thì tại sao lại không cho Bitcoin Spot ETF được thông qua đó là một cái từ chối tùy tiện và trái pháp luật thì đây là một thông tin rất là lớn các bạn SEC đó một lần nữa lại thua thêm một vụ kiện và chúng ta thấy là SEC đây gần đây cũng gặp khá nhiều trăn trở chúng ta cũng thấy những công ty như là Binance Coinbase thì không giống như những công ty trước đây họ cũng giống như là Ripple đứng lên để mà đấu tranh các bạn và ra tòa chứ không có thỏa thuận SEC đó hầu như cái thời điểm mà có thể dễ dàng bắt nạt những công ty đã, đã qua rồi những công ty bây giờ đó thì họ đều muốn đứng lên để mà chống đối lại SEC và Rayscale đã làm như vậy và điều quan trọng hơn đó, chúng ta nên hiểu là tòa án đã xem kỹ tất cả những lập luận của SEC à, về việc tại sao mà không nên có Bitcoin spot ETF và họ hoàn toàn cho là những lập luận này đã không hợp lý, tại vì SEC đã cho thông qua Bitcoin futures ETF. Điều này rất là khác biệt, các bạn. Có thể là nhiều người nói là tại sao tòa án lại nói là không có những cái vụ làm giá trong thị trường Bitcoin rõ ràng là có, nhưng mà tòa án không phải nói gì vậy các bạn. Tòa án chỉ nói nếu như SEC chỉ dựa vào lý do đó để mà từ chối cái đơn của Grayscale đó thì là một cách tùy tiện và không hợp pháp Tại vì rõ ràng là SEC đã không có quan tâm đến vấn đề đó khi mà cho thông qua Bitcoin Future ETF Đó là điều mà tòa án nói đây Và không những là một thẩm phán các bạn trong cái vụ này đó chúng ta có tổng cộng là 3 thẩm phán Và các bạn có biết là trong 3 thẩm phán bao nhiêu người ủng hộ Grayscale không? ba các bạn cả ba thẩm phán đều nghiêng về Ray chứ không phải là hai trên một hay gì hết các bạn cả ba người đều đưa ra cùng một kết luận đó chính là cái người mà đã sai đó chính là sec và điều này nghĩa là gì các bạn không phải chúng ta sẽ có một cái bitcoin spot etf được thông qua hay là không hồi sáng này khi mà thông tin được chia sẻ đó tôi nghĩ là nhiều người cũng có cái quan điểm đó chúng ta sẽ có bitcoin spot etf ngay lập tức nhưng mà không phải đâu các bạn để thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu thì Grayscale đó coi như cũng đã ra tòa kháng cáo thành công Điều này không có nghĩa là Bitcoin Spot ETF sẽ có ngay vì tòa án đâu có thể duyệt ETF các bạn Tòa án chỉ có thể là xử từng vụ một mà thôi và cái mà tòa án đã đưa ra ngày hôm nay đó có nghĩa là SEC phải trở về xem lại đơn của Grayscale vì tòa án cho là SEC đã duyệt Bitcoin Futures ETF cho nên những cái lý do được đưa ra trong cái đơn từ chối đó không có hiệu lực vì không đủ bằng chứng bao gồm cái việc là Bitcoin dễ bị thao túng SEC đã phải chứng minh vì sao spot lại nguy hiểm hơn futures một điều mà cực kỳ khó các bạn Thì SEC đó sẽ có những cái sự lựa chọn gì Các bạn đang thấy là bây giờ Gail Chancellor Đã gặp thêm một chắc chở nữa ở tòa án Trước đây không lâu đó là Cái việc chắc chở của XRP bây giờ lại tính Bitcoin Future ETF Không biết là những ngày tháng tới đây đã sẽ còn những chắc chờ pháp lý nào nữa Giống như là liên quan đến Coinbase hay là Binance Cho chúng ta không có rõ nhưng mà hầu như rất rõ ràng là Khi mà lên tới tòa rồi đó thì SEC không phải muốn nói gì để nói đâu các bạn Và rất rõ ràng là tòa án không có thiên vị SEC Chúng ta thấy là SEC đã cũng đã gặp nhiều cái vố như vậy rồi và SEC bây giờ đã sẽ có một số sự lựa chọn như sau Thứ nhất là họ sẽ trì hoãn ra quyết định có nghĩa là họ sẽ nói với tòa án là Ok, bây giờ đã tôi sẽ xem xét lại cái đề xuất Bitcoin Spot ETF của Trayscale à, nhưng mà cần thêm lý do để mà trì hoãn thêm các bạn à, và có thể là họ sẽ tìm kiếm thêm một cái lý do vô lý mới để mà từ chối cũng có thể có thể là họ nói à, những lý do như là không có nơi nào lưu trữ an toàn vân vân cái đó chúng ta không có rõ nhưng mà đó cũng có thể là một khả năng nhưng mà điều quan trọng hơn đó nếu như mà họ đưa ra một lý do vô lý mới thì tòa án sẽ nghĩ sao các bạn nếu như mà TraceCare một lần nữa lại thúc đẩy cái sự kiện này Và nếu như vậy đó thì những đơn ETF của BlackRock và thì sẽ tính ra sao? đó là điều đầu tiên lựa chọn thứ nhì của SEC đó là chấp thuận và cho spot ETF thông qua đương nhiên đây là sự lựa chọn mà nhiều người muốn à, tùy theo các bạn nếu các bạn là một người mà đang chung bình giá mà muốn có thêm thời gian đó thì các bạn sẽ không muốn điều này xảy ra nhiều bạn cũng không nên nói là hy vọng trì hoãn tới năm sau để có thêm thời tích lũy nhưng mà đây cũng có thể là một trong những sự lựa chọn và đối với một số những luật sư đó thì nếu như cái này là nếu như mà thôi nếu như mà Gary Gensler muốn có thể là giữ mặt mũi của mình À, có thể muốn một lý do nào đó để cho thông qua spot ETF mà không ảnh hưởng đến mặt mũi của mình đó, thì có thể là dựa vào tòa án chỉ đơn giản nói là tại vì bây giờ tòa án đã xử như vậy thì SEC tuy không đồng ý với tòa án nhưng mà cũng sẽ tuân theo tại vì đây là luật thì đây cũng là một trong những cách mà SEC có thể rút lui trong dinh dự nhưng mà có làm gì hay không đó thì cũng chưa chắc là các bạn tại vì tùy theo là Gail Chancellor đó đang có ý định gì về thị trường này và điều này có phải là một trong những cái điều sẽ khiến cho ông ta rút lui hay là đây chỉ là một cái gì đó ông ta cần phải xử lý trước khi mà tiếp tục đàn áp thị trường này? Và điều thứ ba là yêu cầu tiếp tục kháng cáo các bạn. Điều mà các bạn nên hiểu đây đó, đợt này là công ty Grayscale kiện SEC, chứ không phải là ngược lại. Thì đương nhiên SEC đó, theo trường hiểu đó, thì SEC sẽ có cơ hội để mà kháng cáo. Nhưng mà dựa theo nhiều luật sư đó, thì đây là một sự lựa chọn tệ nhất trong ba sự lựa chọn này lựa chọn trì hoãn hay là chấp thuận nó còn tốt hơn là yêu cầu tiếp tục kháng cáo tại vì làm như vậy đó mà không giải thích rõ ràng sẽ chọc giận nhiều thẩm phán các bạn một điều nữa đó các bạn cần nên hiểu là SCC đó họ nói là họ cần thêm tiền họ trên quốc hội để mà xin thêm tiền để tiếp tục hoạt động các bạn tại vì SCC đó thì hàng năm họ sẽ có một số tiền được đưa bởi quốc hội để có thể vận hành và tiền đó là đến từ tiền thuế của người dân thì dùng tiền thuế người dân để có thể đi kiện những con crypto này đó có hợp lý hay là không trong khi mà còn biết bao nhiêu chuyện khác ở trong thị trường chứng khoán đó cần SCC quan tâm đến và mỗi lần mà kiện tụng đó thì SCC cũng tốn Kém không ít đâu các bạn Tại vì đương nhiên luật sư được mướn với SEC đã được công miễn phí rồi các bạn Những người làm việc cho SEC cũng lãnh lương SEC vẫn phải trả nhiều chi phí khác nhau Cho nên chúng ta nên hiểu đó là SEC cũng không phải là có tiền vô hạn đâu Họ cũng có cái tài nguyên có hạn mà thôi Cho nên SEC đó, nếu như muốn kháng cáo thì cũng phải suy nghĩ lại Thì đây là ba sự lựa chọn Nói chung đó, thì SEC đợt này đó cũng gặp nhiều rắc rối lắm các bạn không có một sự lựa chọn nào ra gọi là tốt nhất cho SEC hết và đối với là những sự kiện ngày hôm nay đây chúng ta lại tiếp tục thấy những nghị sĩ, những người làm chính trị ủng hộ crypto như là Chủ tịch Quỹ ban Tài chính Hạ viện Patrick Henry các bạn một lần nữa đó lại nói là Gary Gensler là một người mà dùng chức vụ của mình mà tấn công crypto và bây giờ đã bị tòa án đẩy lui thì không thể chậm chạy hơn nữa quốc hội cần phải ra luật và cái luật mà Patrick Henry ủng hộ đó chính là cái uh, luật tài chính cho thế kỷ 21. Đây cũng là một trong những cái dự luật mà thường cũng đã chia sẻ chi tiết trong những video trước đây. Thì uh, lần này đó SEC các bạn đã thấy lại tiếp tục bị nhiều chỉ trích đến từ cả hai bên luôn. Thường nghĩ là những người nào mà không thích gieo cho đương nhiên sử dụng sự kiện này để tiếp tục chỉ trích những người mà thích gieo cancel đó thường nghĩ là cũng sẽ nói là hey Gary làm cái gì mà cứ bị tòa án nói nữa kêu hoài như vậy tại sao không thể đẩy lùi những công ty crypto như là trước đây à, tôi nghĩ là chơi hôm nay cũng khó là ngủ đó giá càng ngắn hạn thì uh, các bạn thấy được là có lên có điều chỉnh nhưng mà điều quan trọng hơn là có sự ảnh hưởng của những gì xảy ra hôm nay dài hạn và nó có sự ảnh hưởng nhiều hơn là các bạn nghĩ à, tại vì các bạn thấy được là có nhiều người nói là khi mà có cây bịch spot ETF từ Grayscale rồi đó thì sẽ có một cái đợt đâm lớn tại vì có nhiều người chờ đợi để bán điều đó cũng có thể là đúng các bạn nhưng mà ngược lại đó khi mà đã có bitcoin smart etf rồi thì các bạn nghĩ là cái số lượng người chờ đợi để mà tham gia vào thị trường này sẽ là bao nhiêu và các bạn cân bằng hai bên thuận thì vẫn nghiêng về là ngắn hạn cái gì cũng thể xảy ra các bạn nhưng mà dài hạn chúng ta sẽ có nhiều người hơn đầu tư vào bitcoin thông qua bitcoin smart etf những người mà đầu tư truyền thống họ không muốn quan tâm đến là tự lưu trữ crypto của mình đó là quy định của mỗi người mà thôi và điều này đó thường cảm thấy là cũng tương tự như là những cái tin tức chúng ta nhận được khi mà ethereum có cập nhật sang hai các bạn các bạn đã nhớ là sau đó đó thì các bạn có thể unstake ether và rất nhiều những cái tin tức phết đó là nhiều người chờ đợi để mà unstake tại vì họ đã không thể unstake trong hơn cả năm qua thì sẽ có cái đợt đâm lớn. Cuối cùng các bạn thấy là không khó và bây giờ giá nó cũng đã tăng từ thời điểm đó rồi và các bạn thấy được là sau khi mà có thể unstake đó, thì nhiều người an tâm hơn. Các bạn thấy được là cái điều mà khiến cho họ không an tâm là họ không nên unstake được nhưng mà khi mà họ đã unstake được đó, thì lại khiến cho nhiều người hứng thú hơn tham gia vào staking Ethereum thì cũng tương tự như vậy các bạn khi mà những người mà đầu tư vào cái quỹ Trayscale Bitcoin Trust này họ có thể rút bất cứ lúc nào đó thì lúc đó họ lại cảm thấy an tâm hơn đó là cái suy nghĩ của Thuận điều thứ nhì nữa đó là cái sự ảnh hưởng nó liên quan đến những cái quỹ Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ Tuy theo các bạn nghĩ là những đơn vị như là BlackRock Fidelity có sự ảnh hưởng bao nhiêu Tại vì à, nếu như mà các bạn nghĩ là BlackRock đó cực kỳ có ảnh hưởng Và ai có thể có quỹ Bitcoin Spot ETF trước Người đó đó sẽ nhận được phần lớn của vốn hóa Tại vì các bạn nên hiểu là những cái quỹ này nó cũng tương tự như nhau Cho nên ai mà có cái quỹ đầu tư Bitcoin Spot ETF trước Thì cái công ty đó sẽ được phần lớn số tiền Chúng ta cũng đang nhìn thấy cái hiện tượng liên quan tới Bitcoin Future ETF Cái công ty mà có sản phẩm đầu tiên đó, hầu như chiếm 80% thị trường các bạn Tại vì tất cả đều có cái sự giống nhau và những công ty này đó là những cái công ty lớn thì khi mà họ đã đầu tư vào một quỹ rồi không có lý do gì họ rút ra để mà đầu tư vào một quỹ khác các bạn thì cho nên điều đó rất là quan trọng và trong thứ sáu tuần này để chúng ta sẽ có cái phán quyết ban đầu cho năm đề xuất Bitcoin Spot ETF trong đó chúng ta có BlackRock, Bitwise, Vanguard, Wisdom Tree và Vesco thì SCC đương nhiên có ba sự lựa chọn một là từ chối hai là chấp nhận ba là trì hoãn thì như bà hỏi thường là thuận nhiên về phần nào hiện bây giờ ngay cả những lúc chúng ta đang nhận được thông tin tốt tới từ Rayscale đã tôi nghĩ là SCC đó khả năng cao vẫn sẽ trì hoãn tại vì họ sẽ tìm cách nào đó để mà kéo dài theo thường là như vậy Tôi nghĩ là chỉ có Gail mới biết lý do tại sao mà thôi À, và nếu như trì hoãn thì tôi nghĩ là ông sẽ cho thông qua tất cả cùng một lúc Và đây cũng là cái bình luận à, đến từ Bloomberg các bạn Ngày hôm nay Bloomberg cũng đưa rất nhiều tin và họ cũng giống như những gì thường chia sẻ Xem đây là một cái thông tin rất là lớn và khả năng đó là SEC sẽ cho thông qua tất cả cùng một lúc Chứ không có phải là cho TraceCare thông qua trước đâu SEC sẽ không thể nào mà cho Rayscale hướng lợi như vậy Và cũng như cái vụ Ripple đó sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về Rayscale Nhưng mà đối với thuận ở đây vẫn là một chiến thắng lớn Chúng ta đã một bước tiến gần hơn để coi Bitcoin Spot ETF Đây là chuyện sớm muộn mà thôi Và đương nhiên đây chỉ là một cái gì đó để cho Bitcoin nó ngày lại càng đi sâu hơn trong thị trường tài chính chứ bạn trong dòng bao nhiêu năm qua đó đâu có Bitcoin Spot ETF đâu nhưng mà chúng ta vẫn thấy Bitcoin vẫn tăng trưởng đều điều và Bitcoin vẫn có càng ngày càng nhiều người quan tâm đến và cộng đồng Bitcoin ngày lại càng lớn mạnh cho nên đây cũng là một cái gì đó để mà giúp ích trong cái con đường tiến triển mà thôi chứ không phải là thật sự cần thiết cho dù là không có đi nữa đó tôi nghĩ là cái đợt tăng trưởng kế tiếp vẫn sẽ xảy ra tại vì tất cả bây giờ đó thì đều đi theo cái chu kỳ mà 4 năm cho đến thời điểm hiện tại à, khi nào mà lịch sự thay đổi Thường mới thay đổi các bạn. Thì bây giờ thì vẫn là như vậy và chúng ta vẫn thấy sẽ có một cái sự tốt đẹp xảy ra sau khi mà có Bitcoin Haven. Sau đó khoảng chừng là 5 tháng 8 tháng đó thì chúng ta mới bắt đầu thấy sự sôi so động trở lại. Thì có phải chúng ta phải chờ cho đến thời điểm đó mới có Bitcoin Spot ETF hay không? thì uh, hãy xem coi là SEC sẽ có quyết định gì Có thể SEC giao Chancellor đó uh, cảm thấy được là thôi bây giờ cứ cho thông qua luôn để giữ mặt mũi Thì có thể đây sẽ là một cái sự bất ngờ lớn thứ sáu này Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi Và đối với là những cái sự thay đổi giá ngày hôm nay đây các bạn thấy được là cũng không có phải là nhiều lệnh bị thanh lý lắm Chúng ta đã nhìn thấy được là khi mà giá đi từ mức là 29.000 xuống 26.000 đã, đó có rất nhiều định lon bị thanh lý Hôm nay thì tăng nhanh trở lên từ mức là khoảng 26.000 lên tới khoảng chừng là 28.000 nhưng mà các bạn thấy được là cũng có nhiều lệnh sốt về thanh lý nhưng mà không nhiều như các bạn nghĩ cái lúc mà nhiều nhất đó, đây là cái biểu đồ giờ các bạn mỗi thanh là một giờ thì thời gian mà có thông tin á, thì có khoảng chừng 20 triệu thanh lý mà thôi thì chúng ta đã biết là cả ngày hôm nay đó thì có khoảng chừng là 172 triệu đô la lệnh đòn 7 bị thanh lý không phải là một ngày nhiều đâu các bạn cái ngày mà nhiều đó thì phải khoảng chừng là 10 lần con số này và đối với những cái sự thanh lý ngày hôm nay đó chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ những cái lệnh futures của bitcoin đang mở hiện tại thì dựa theo tiếp tục khoan các bạn thấy là cái số lượng lệnh bị thanh lý ngày hôm nay đó cũng không có phải là thay đổi cái số lượng lệnh mở là bao nhiêu. Nói chung hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy đối đầu với những cái thông tin này đó thì vẫn tiếp tục nhìn thấy Bitcoin rời khỏi những cái sàn giao dịch và có thể nhiều bạn không để ý là không còn quan tâm đến nữa nhưng mà Thuận thì cảm thấy đây là một những yếu tố rất là quan trọng. Đây là cái đợt chu kỳ đầu tiên mà chúng ta thấy là bắt đầu bước vào chu kỳ mới mà không có phải là nhìn thấy nhiều Bitcoin trên sàn mà ngược lại chúng ta thấy là Bitcoin rời khỏi sàn cái đợt này đeo một điều mà khác với những cái chu kỳ trước đó và cái số lượng Bitcoin trên sàn thực sự không còn bao nhiêu đâu nếu như một ngày nào đó chúng ta thấy cái À, nhu cầu thu mua bùng nổ từ những người thông thường đó thì à, các bạn sẽ thấy được là cái số lượng trên sàn sẽ không có đủ và rất rõ ràng gần đây đây đã có ai đó à, tiếp tục tích lũy Bitcoin các bạn, cái số lượng Bitcoin rời khỏi Coinbase, sau đó cái số lượng lớn lại rời khỏi sàn Gemini và chúng ta hôm nay cũng thấy đó, là sau khi có thông tin thì đã có một cá voi nào đó à, đã tích lũy thêm 8.000 Ethereum các bạn Sau khi mà chúng ta có thông tin rồi giá đã có cái sự tăng trưởng Thì sau đó chúng ta mới thấy là có cái vòi nào đó tích lũy thêm 8.000 Ethereum Như là tương đương với khoảng chừng là 13.6 triệu đô la Rồi đó là cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay Thông tin lớn thứ nhì mà nhiều người nói tới Mà thường cảm thấy là có nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cũng không có hoàn toàn chính xác Đó chính là thông tin liên quan tới công ty Twitter Thường gọi Twitter quen rồi các bạn gọi X có gì đó nó không có hợp lý X là một chữ nó cũng ngắn quá các bạn cho nên cũng khó gọi thì gọi là Twitter đi thì các bạn thấy được là có nhiều thông tin cho thấy là Twitter đã có giấy phép chuyển tiền tệ của Rhode Island đây là một cái giấy phép cần thiết nếu như mà muốn lưu trữ chuyển giao và trao đổi tài sản kỹ thuật số thật ra đó thì điều này cũng không phải là sai các bạn nhưng nó chỉ cho chúng ta nhìn thấy được là một phần của những gì xảy ra mà thôi chi tiết hơn đó các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái tài liệu những giấy phép hoạt động từ những tiểu bang thật ra công ty của thuận nó cũng có những giấy phép tương tự như vậy thì các bạn đã thấy là công ty Twitter đã có một số giấy phép. Uh, trong đó chúng ta có những tiểu bang như là Arizona, Georgia, Maryland, Michigan. Thì đây là những cái giấy phép mà có thể cho các bạn di chuyển tiền. Nhưng mà ở Rhode Island uh, thì có một giấy phép có tên là Currency Transmitter. Uh, thì cái giấy phép này để cho các bạn di chuyển tiền Và đặc biệt cũng có thể di chuyển luôn crypto Thì đây không phải là một cái giấy phép mà công ty Twitter hay công ty X Họ xin trực tiếp để có thể di chuyển crypto Đó chỉ là một cái mà có thể làm được khi mà có giấy phép này mà thôi Và các bạn nên hiểu đây đó là giấy phép của những tiểu bang thôi Có nghĩa là không phải là liên bang đâu các bạn à, Muốn hoạt động của những tiểu bang này thì cần phải có những giấy phép cho nên những thông tin nói là công ty Twitter đã chuẩn bị để mà giao dịch crypto tại vì họ đã xin giấy phép để mà di chuyển giao crypto thì không phải đâu. Đây chỉ là một giấy phép để mà di chuyển tiền tệ và đối với Rhode Island thì có thể dùng giấy phép này mà di chuyển crypto. Đó là sẽ khác biệt ở đây. Nhưng mà cái mà chúng ta đã thấy rõ ràng hơn đó là công ty Twitter đã âm thầm xin khá nhiều giấy phép các bạn đến từ những tiểu bang. Đương nhiên chúng ta chỉ thấy trên màn hình chỉ có à, khoảng chừng là bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiểu bang mà thôi. Và Hoa Kỳ có tới 50 tiểu bang. À, thì điều này cũng không có nghĩa là chúng ta chị thấy bao nhiêu tiểu bang này có thể là còn nhiều tiểu bang khác họ đang duyệt giấy tờ của công ty Twitter thì rất rõ ràng là công ty Twitter đó đã từ từ thực hành biến cái ứng dụng của mình không phải là chỉ một mạng xã hội nữa mà có liên quan đến tài chính và có thể di chuyển tiền được thì ít ra điều này đã cũng có thể xác nhận được là công ty Twitter đang âm thầm hướng về cái phía đó thực ra có âm thầm hay không đó thì chúng ta cũng không có biết các bạn tại vì có nhiều tin đồn là Elon Musk đang nói chuyện với lại nhiều những công ty lớn ở phố Wall để có thể là có những cái à, ngân hàng, những công ty phố Wall để mà hỗ trợ X trở thành một ứng dụng tài chính. Đây là điều mà chúng ta cũng đã từng chia sẻ trước đây nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã thấy rõ ràng hơn một chút rồi. Chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến Trung Quốc các bạn thì có một thông tin ngày hôm nay à, Thực thật ra thường cũng đang kiểm chứng thông tin này nhưng mà thường cảm thấy nó cũng quan trọng nhìn thường muốn chia sẻ với các bạn. Thường đã từng nói tới cái tình hình hiện bây giờ ở Trung Quốc đó, thì hôm nay chúng ta lại có thêm một cái thông tin nữa là dựa theo tài liệu này, chính phủ Trung Quốc đã nói với những ngân hàng đó là cần phải giảm lãi suất không phải để giảm lãi suất cho những cái nợ mới mà giảm lãi suất cho những cái nợ bất động sản hiện tại cho những người mà mua nhà lần đầu tiên đây ra cũng là một trong những hành động cũng giống như chúng ta đã nói tới cái việc là à, giảm đi cái à, phần chậm thuế à, liên quan đến chứng khoán đó đó là điều đã xảy ra năm 2008 thì đây cũng là một hành động đã từng xảy ra 2008 nói chung đó thì à, tất cả đều cho thấy Trung Quốc đang có một cái gì đó bất ổn các bạn nói tới Trung Quốc thì chúng ta hãy chuyển qua tới Hồng Kông đi thì hôm nay chúng ta lại có thêm một thông tin đến từ Hồng Kông các bạn có một cái ngân hàng có tên là CBA SEBA thì đây là một cái ngân hàng mà họ chuyên cung cái dịch vụ cho những công ty trong thị trường thì dựa theo tài liệu đó thì công ty Siba này họ nói là họ đã có được cái bằng hoạt động ở Hồng Kông để có thể là hỗ trợ những công ty liên quan đến crypto và những công ty mà trade dòng ngoài đó OTC À, có thể là họ hỗ trợ những công ty đó bây giờ họ đã có bằng rồi thì nói chung đó, đây là một trong những cái ngân hàng mà họ kỳ vọng đó, khi mà hồng kông trở thành một trung tâm crypto thì ngân hàng siba này sẽ là ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho nhiều những công ty đó đây là một trong những ngân hàng mà ở Switzerland chúng ta còn hai thông tin nữa trước khi mà thùng kết thúc video này chúng ta có một cái thông tin à, thật ra cũng không phải là bất ngờ gì hết á chúng ta đã thấy là thị trường francis Wallace ở thành phố Miami của tiểu bang Florida Thì đây cũng là một trong những ứng cử viên Nhưng mà ai cũng nghĩ là Francis Suarez là một ứng cử viên Đứng ra ứng cử gì thôi chứ còn khả năng đó Để mà được lựa chọn từ đảng nó Cực kỳ thấp luôn chứ đừng nói tới là Có thể trở thành tổng thống của Hoa Kỳ Thì hôm nay đó, thị trưởng Francis Suarez Một trong những người mà cực kỳ ủng hộ Bitcoin Nói là ông sẽ rút lui ra khỏi cái cuộc chiến này và ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ là thị trưởng của thành phố Miami một những thành phố lớn ở tiểu bang Florida à, Thì các bạn nên hiểu đó là lần nào cũng vậy trước khi mà mỗi đảng chọn một người đây sẽ có nhiều cái tranh đấu các bạn và đương nhiên lần này chúng ta thấy được là có rất nhiều ứng cử viên ủng hộ crypto xuất hiện thì đáng tiếc chúng ta là mất đi một ứng cử viên đó chính là thị trưởng Francis Wallace nhưng mà chúng ta vẫn còn Ron DeSantis và một số những người khác cũng ủng hộ crypto đang tranh đấu để xem coi là đảng sẽ chọn ai đứng ra để mà ứng cử Và chúng ta sẽ nói tới thông tin cuối cùng Đó chính là thông tin liên quan tới Tether Thì uh, đây cũng không phải là cái thông tin gì Gọi là bất ngờ hay lớn các bạn Công ty Tether họ đã công bố là họ Có thêm một đối tác ngân hàng Đó chính là Britannia Bank and Trust Đây là một cái ngân hàng tư nhân Ở Bahamas Và ngân hàng này đó uh, là một chiếc ngân hàng Mà cộng thêm vào ngân hàng hiện tại là Delta Bank và Capital Union Bank Thật ra họ cũng không phải là thông báo gì hết các bạn Có một số những cái khách hàng của Tether đã được Tether hướng dẫn là gửi tiền tới ngân hàng Britannia Bank Trust này Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitgate và Binance một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn